Rồi, đây là mình học cỏ tròn ha. Cỏ tròn nè. Cỏ tròn nó có hai dạng, một là mình sẽ hơ cái nền trước và mình vẽ nó sẽ dễ hơn. Hai là mình sẽ vẽ trực tiếp trên cái nền chưa có hơ luôn. Đó, cỏ tròn thì mình có thể tán được nhiều màu hoặc là mình có thể vẽ trắng đen, ứng dụng nhanh, lẹ mà đẹp nữa. Rồi, lúc nào mình làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ tán màu cam trước, mình sẽ tán từ một những cái màu chói sang những cái màu tối lại. Rồi, đây mình sẽ tán màu cam trước nha. Sau đó mình chùi cọ đi, mình sẽ lấy một lượng màu đỏ. Tán nhưng mà phải tán đủ gốc nha. Sau khi mình tán xong thì mình sẽ chùi cọ, mình đi cái đường chính giữa cho nó đừng có rõ hai màu quá. Rồi. Mình sẽ đi tiếp cái màu lông. Màu thì mọi người có thể tự chọn đi theo ý thích của mình, nhưng mà nhớ là những cái màu sáng á, mình sẽ cho đi trước rồi từ từ nó sẽ tối dần lại. Đó, mình cứ nghiêng móng mình tán cho màu nó đều. Sau khi nó đều xong rồi mình sẽ đi những cái lằn ngang như này. Những cái lằn nối màu á, mình sẽ đi cho nó hơi liền một xíu, đừng cho nó phân chia rõ quá. Đó. Xong mình sẽ đi tới màu xanh. Màu xanh mình đi cuối cùng đi. Rồi, mình tán màu xanh xong ha. Tán cho nó đều màu lại, giống như mình sơn nước sơn vậy đó. Đừng cho nó quá sọc, cũng đừng cho nó đậm màu quá. Rồi, tiếp đó mình sẽ làm cái màu hồng. Thì khi màu hồng đi kế màu xanh, nó sẽ ra được màu tím. Mọi người muốn tím đậm thì mình sẽ cho cái màu xanh nhiều hơn một xíu, và nó sẽ ra được màu tím đậm. Còn tím lợt thì trong cái set màu của mình nó cũng có rồi nha mọi người. Sau khi mình tán xong thì mình sẽ chùi cọ, mình sẽ kéo những cái lằn này đi. Nếu như móng cánh ngắn hoặc là mọi người muốn làm nhanh hơn thì mình có thể tán ít màu lại một xíu. Mình sẽ rửa cọ bằng acetone nha, nước rửa móng á. Chùi cọ sạch. Chùi với cọ sạch là thứ nhất, thứ hai là không để cọ dính acetone. Khi mình dính đó là nó sẽ bị bám lên cái màu sơn, nó sẽ bị bọt á. Mình vẽ thì mình lấy nửa cái phần cọ thôi nha. Rồi mình sẽ vẽ cánh đầu tiên trước. Ở đây mình sẽ cho cái nhụy một, là cho cái nhụy sát góc đây hoặc là cho cái nhụy sát góc trên đây ha. Giờ mình sẽ cho cái nhụy đây, cho nên mình sẽ vẽ cái cánh đầu tiên trước. Đè cọ nè, nằm hơi nghiêng cọ nè. Đó. Cong quẹo xuống. Mình thích đậm thì mình có thể dập thêm một màu nữa. Còn ai không thích đậm á, thì mình có thể đi một lần thôi, nó sẽ ra màu nhạt hơn. Rồi,
Mình đi cái nét đầu tiên xong thì nhớ chùi cỏ, tại vì cỏ nó đang dính cái phần mà mình tán á. Rồi, mình sẽ vẽ tiếp cái cánh thứ hai nha. Cánh thứ hai thì mình bắt cái phần màu đậm này nè, màu trắng đậm nè, mình sẽ bắt cao hơn đây một tí. Cong cỏ tán xéo vô, chùi cỏ lấy một lượng, thêm một lượng xíu nữa thôi. Mình sẽ tán tiếp cánh của nó. Mình sẽ vẽ cánh thứ hai ha, chồng lên cánh thứ nhất luôn. Thấp hơn hoặc bằng vẫn được. Rồi, mình sẽ vẽ cánh thứ ba. Cánh thứ ba thì mình sẽ vẽ cánh hướng bên này nha. Sẽ vẽ cánh thêm một cánh chồng lên nữa. Đây, sau khi cái hoa mình vẽ xong thì nó hoàn thiện rồi. Giờ sẽ như thế này, mình nhìn lại, nếu mà cánh nào nó bị lọt hay là mình muốn chỉnh đậm hơn gì đó thì mình sẽ chỉnh ngay từ lúc này luôn, chứ mình không đợi hơi rồi mình mới chỉnh nha. Hơi rồi là nó bị khô rồi. Như cánh này mình thấy nó lợt, đây mình đè nó lại hả. Rồi, mình sẽ nêm hơi nha. Hơi thì khi mà nói với khách á, thì mình sẽ hơi tầm khoảng 30 hoặc là không, hơi là khoảng hơi 60 giây. Nhưng mà nếu mình hơi sớm một chút xíu cũng được, tại vì cái này mình còn vẽ, mình còn hơi lại một lần nữa. Hoa cánh trò hay cỏ tròn này thì nó rất là dễ nha. Mọi người có thể học tầm khoảng 3-4 mẫu là mọi người lên được những cái mẫu khác rồi. Quan trọng là cách mình tán màu với là mình đi viền nét thôi. Rồi, mình lấy ra nha. Đây. Bây giờ mình sẽ tán màu đen lên cái nhụy của nó. Đó, mình đi cái vòng tròn. Được chưa? Mình đi vòng tròn, mình tán thêm vô. Hồi nãy mình đi cái màu tán màu nền đầu tiên á, là mình đi màu cam.
hoặc là màu vàng á, thì khi mình vẽ cái nhụy nó sẽ lòi ra một xíu như đây, màu cam hoặc là màu vàng nè. Đó, mọi người thấy không? Như vậy nó sẽ đẹp hơn ha, nó ổn ổn thì nhụy đẹp hơn. Mình lấy cây cọ rau, mình dứt một lượng màu ra bên đây. Rồi, bây giờ mình tước tia nó. Tước tia thì khi mình lấy á, mình lấy cái lượng một màu ướt cái phần cọ nè. Chứ là mình lấy mảnh đầu cọ thôi, mình sẽ tước lên. Tước tia thì mình sẽ có tước là một phần hơi mỏng, một phần dày, một cọng dày, một cọng mỏng. Một cọng dày, một cọng ngắn. Không tước nó đều nhau. Với khi mà mình tước tia á, nếu mà cái cánh nó như thế này nè, chẳng hạn như cái cánh nó như này, thì hai cái phần gân ở hai bên hông á, thì mình không có đi thẳng nha, mình sẽ đi tước tia nè, tước cong hai cái phần gân của cái cánh hoa nè, đó, cong hai bên hông nè, xong mình cái phần này thì mình mới đi thẳng nè, đó, mọi người thấy ra cái hoa nó đẹp hơn ha, nhớ là không đi tường thẳng nó sẽ bị đơ cánh. Cái khi mà tước á, là mình tước, mình cũng đừng quay cái phần móng mẫu mình đang làm á, đừng quay lại nha. Tại vì khi mình vẽ cho khách á, thì móng khách mình cũng không có quay lại được. Cho nên khi mình đang tập á, thì mình cứ tập như cái móng khách luôn. Để sau này mình làm cho khách dễ hơn, mình không có phải gặp rắc rối trong trường hợp đó nha. Mình hơi nghiêng móng để mình tước tia cái phần này. Khi mình lấy cái phần tia đó là những cái phần nhụy trong đây nè, nó bị mất màu một chút xíu, thì mình sẽ lấy mình tán cái cọ lại. Mình sẽ hơ đi. Học cọ tròn này thì mình vừa có online vừa có trực tiếp luôn nha. Nếu mà ai gần mình á thì mình có thể tới học trực tiếp. Địa chỉ là 310A Minh Phụng, phường 2, quận 11 nha mọi người. Mọi người có thể tới tham khảo mẫu trước. Ở đây có khóa lẻ, có khóa chọn khóa nữa. Rồi, mình sẽ lấy ra mình chấm phần nhụy thêm màu trắng. Nhưng mà trước khi mình chấm phần nhụy màu trắng, mình sẽ dứt một lượng màu trắng ra đây trước nha. Rồi, mình sẽ đi không, mình chấm nhụy trước đi. Chấm nè. Thì mình sẽ chấm phần to, cục nhỏ, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Chấm từ từ thôi, không cần phải gấp. Gấp quá mình chấm nó bị chồng hộp lên đó. Chồng mấy cái hộp lên nè, nó sẽ không có đẹp. Cho một vài hộp chồng lên thôi. Đó. Sau đó mình sẽ tán cái màu trên cây cọ mỏng ra. Lấy lượng ít thôi, mình sẽ tước tia mỏng. Tước nè, mình sẽ đi lại cái đường này. Đó. Tước vô nè. Đó. Và mọi người muốn làm cái hiệu ứng mà cánh lật á, thì mình sẽ vẽ nè. Mình sẽ vẽ cái đường viền của cánh hoa mỏng thôi. Sau đó mình lật vô giống như hình tam giác vậy đó. Nhưng mà nó đừng có rõ cái phần đuôi tam giác quá.
Sau đó mình sẽ viền bên này. Nhớ là cái phần đầu cọ nếu mà nó bị động thì mình sẽ dễ quệt nhẹ ra một cái. Mình không nhất thiết phải vẽ một đường tròn nha, mình có thể ngấn nhẹ như cái cánh hoa bình thường mình vẽ. Đây là cái cánh nó lật vô á, mình vẽ hình tam giác rồi mình điền nhẹ vô. Nhớ là mọi người đừng viền dày quá nha, hoặc là mình có thể đi thêm một vài tia vô nè, đó cho nó đậm lên. Nó bật cái đường vân, cái gân của cánh hoa lên, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ở đây thì mình đây nè. Đây xong cái hoa nha. Hai của mình sao mà như này dễ không các bạn? Đó, rồi mình đem hơi nha. Nếu mà mình thích á, mình có thể chấm nhẹ vài hột màu đen ở trên đây, như là cánh hoa ly mà nó rớt nhụy đó. Đó, chấm nhẹ vài hột lên, nhìn nó sẽ cầu kỳ hơn thì cánh hoa mình nó sẽ đẹp hơn. Khóa online hay là khóa trực tiếp gì đó thì mình cũng được cập nhật kiến thức trọn đời nha mọi người. Có mẫu nào mới thì mình sẽ cập nhật vô nhóm hoặc là vô group, hoặc là ai học trực tiếp thì có thể tới lớp để mình luyện trực tiếp ở lớp nha. Rồi bây giờ mình hơi xong thì mình đáy nước bóng, đánh một lớp nước bóng cho mọi người xem coi nó đẹp không nha. Mình vẽ cọ này á, cái màu của nó bị bóng á, nó bị bóng dầu nhiều á, nó có độ dầu nhiều cho nên là khi mình sơn nước bóng á, mình cho sơn cho khách cũng phải kỹ nha, sơn coi chừng nó bị loang lỗ á. Mình đánh lại vài lần luôn cho nó hết loang lỗ rồi hãy bỏ vô ngô nha. Cọ tròn này mình ứng dụng được nhiều lắm nha mọi người, vẽ hoa gì của mình cũng sử dụng được cọ tròn hết đó. Đây, sau khi cái hoa của mình hoàn thành nè, đó thấy nó bóng đẹp không? Nó có độ ẩn sâu nữa. Mọi người nhớ xem, học rồi
like trang cho mình nha, Hai Chanel Beauty nha. Đây, để mình cập nhật thêm nhiều video mới. Bye bye mọi người.